Tối ngày hôm qua 14 tháng 10 có thể coi là một đêm kinh hoàng của người dân Đà Nẵng khi phải đối phó với những ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 5, bão Sơn Ca. Trên mạng xã hội thì đã xuất hiện rất nhiều những hình ảnh tàn khốc của cơn bão này, trong đó đáng chú ý là clip một em bé bị nước lũ cuốn trôi. Ngay sau khi những hình ảnh clip miêu tả cảnh ngập lụt tại Đà Nẵng được chia sẻ trên mạng xã hội thì đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa và cầu mong bình an đến bà con Đà Nẵng nói riêng và người dân miền Trung nói chung. Trong đó, đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc thót tim của một em nhỏ bị dòng nước cuốn trôi khiến dân tình bàng hoàng trước mức độ nguy hiểm của mưa lũ lần này tại Đà Nẵng. Theo đó, trên đoạn đường có nước chảy xiết, dòng nước dâng cao đến tận cổng nhà. Một em nhỏ đã bị nước cuốn ra đường. Một người đàn ông đã chạy theo để giữ lại em nhỏ nhưng không kịp với tốc độ nước chảy. Rất may, đoạn đường phía trước xuất hiện một người hùng kịp thời giữ em nhỏ lại và giải cứu em khỏi dòng nước lũ. Tại một số tuyến đường khác, lực lượng chức năng, người đi đường đồng lòng tham gia cứu hộ, không những dùng thuyền, xuồng để di chuyển mà còn phải sử dụng dây để đưa bà con về nơi an toàn. Theo dự báo, đến hết ngày 15 tháng 10, trên lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn và thành phố Đà Nẵng có đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm. Từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10, trên sông Vu Gia, Quảng Nam và các sông thuộc thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trước tình trạng mưa lớn xảy ra diện rộng và kéo dài, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần đề phòng để tránh xảy ra lũ quét và sạt lở đất.